Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức kính chào cộng đoàn. Xin cộng đoàn cùng hợp dâng lời cầu xin cho các ý lễ hôm nay. Xin cầu cho linh hồn Anna lễ dỗ 18 năm. Cầu cho linh hồn Christopher và Yuse. Cầu cho linh hồn Anna lễ dỗ. Cầu cho linh hồn Đa Minh Nguyễn Văn Tiến và cho gia đình được bình an. Xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô lễ dỗ 6 năm. Linh hồn Anna, gia đình xin tạ ơn cha Trương Bụ Diệp. Xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô Phan Viết Bản lễ dỗ 50 ngày. Xin cầu cho linh hồn Phêrô Phạm Ngọc Thân lễ dỗ 6 năm, sớm được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Xin Chúa thương xót linh hồn Tito, Maria, ba linh hồn Giuse và các linh hồn nơi luyện tội. Xin cầu cho linh hồn Vicente, Rosa, Damin và Yuse. Con tạ ơn Chúa, con gái con đã có việc làm. Xin cầu nguyện cho hai linh hồn Anna, linh hồn Damin và linh hồn Yuse. Cầu cho linh hồn Yuse và các linh hồn thai nhi. Cầu cho sinh nhật con gái con được bình an. Xin cầu cho linh hồn Vicente Hoàng Xuân Đức lễ dỗ 3 năm. Con xin tạ ơn ba đấng, xin ban cho con được ơn chữa lành bệnh. Gia đình con xin tạ ơn ba đấng, cho con trai con có việc, con gái con lành bệnh. Gia đình Sơn Thủy xin cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Quốc Thiều. Và để giữ trang nghiêm trong thánh lễ, xin quý cộng đoàn vui lòng tắt cellphone. Kính mời cộng đoàn cùng đứng để hợp dâng thánh lễ với các cha chủ tế. Thank you.
Thiên Nhiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin nơi sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả ông bà anh chị em. Và ở cùng cha. Xin kính chào tất cả ông bà chị em. Ngày hôm nay chúng ta thấy có 200 khách bên trái con là cha John Bautista Nguyễn Minh Hùng. Lát nữa đây ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Và bên phải con là cha Vincente Nguyễn Minh Tuấn. Hai ngài thuộc địa phận Phú Cường đến đây thăm giáo sư chúng ta và dâng lễ cầu nguyện cho giáo sư chúng ta. Chúng ta chào đón hai ngài. Ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay là Chủ nhật thứ 23 thường niên. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với người con tiếc rằng: Ephata, hãy mở ra. Chúng ta cầu xin Chúa mở lòng, mở trí cho chúng ta, mở lòng cho chúng ta biết yêu thương hiệp nhất với nhau, mở tai chúng ta để chúng ta biết nghe lời giáo huấn của Chúa, và mở miệng của chúng ta để chúng ta biết cảm tạ và chúc tụng Chúa trong cuộc sống thường ngày. Và nhiều khi chúng ta đã không bịt tai và không có mở miệng để chúc tụng Chúa. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm xin lỗi Chúa và xin ơn tha thứ. Tôi thu nhận tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiếp sau. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng xin cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dâng đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chủ chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu, miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Đó là lời Chúa. Tôi ơi vui mừng lên trong Chúa, thần chí tôi hân hoan ngợi khen Ngài. Chúa là Đấng Cha lại quyền lời cho người oan ưng và ban cho những người đói khát đường nô nê. Ngài cứu gỡ những ai trong tù tội. Chúa mơ mắn những người mù loà, cứu người khốn khó. Ngài yêu thương những người hiền đức, lòng khiêm nhu. Ngài che chở những ai khăn dằn. Nâng đỡ những người lang loài trên đường dương thế. Ngài xua tan nẻo đường u tối của ác nhân. Ngài làm vua đến muôn muôn ngàn đời. Bài trích thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Thưa anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy,
Giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào. Và giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói: đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì bấy giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy Đức Giêsu tỏ bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trước hết xin kính chào tất cả cộng đoàn và con đặc biệt cảm ơn cha Phaolô chủ tế thánh lễ hôm nay đã cho phép anh em chúng con, người thì công bố tin mừng của Chúa Giêsu, người thì được chia sẻ với cộng đoàn. Cho nên là con hết sức cảm kích trước cái biểu cảm mà cha dành cho anh em chúng con. Xin cảm ơn cộng đoàn chịu khó lắng nghe. Và chúng ta trở lại với tin mừng của Chúa Giêsu. Nếu gia đình nào hay nếu ông bà anh chị em nào mà trong cuộc sống đã từng tiếp xúc hay gặp những người câm điếc thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy họ như một người ở một thế giới khác. Giả sử như chúng ta bị mù
nhưng chúng ta còn nói được, còn nghe được, thì những ngôn ngữ của người này trao đổi với người kia sẽ làm cho người ta hòa nhập vào thế giới của cuộc sống chung dễ hơn. Nhưng với một người không nói được, không nghe được, mà theo như tôi được biết là ngay từ khi những người bị câm, mà nếu câm bẩm sinh là do họ đã điếc bẩm sinh, vì điếc cho nên không thể trao đổi ngôn ngữ được, trở thành câm. Và như vậy họ không trao đổi được gì cả, không nghe được bên ngoài gì cả. Họ là một thế giới riêng của họ, rất tội nghiệp, rất đáng thương những người bị câm, bị điếc. Và vì thế cho nên hôm nay Chúa Giêsu mở lưỡi và mở tai cho người bị câm, bị điếc này, nghĩa là Chúa Giêsu hoàn lại cho con người này được hòa nhập với cộng đồng, được hòa nhập với cuộc sống chung của mọi người, với anh em, chị em của mình. Thưa tất cả cộng đoàn, một lời thôi, Ephata, hãy mở ra. Chúa Giêsu đã làm cho một người từ việc không thể tiếp xúc với ai, có thể nhìn thấy, có thể cầm nắm, nhưng hoàn toàn xa lạ về tư tưởng, về nội tâm, về tất cả những suy nghĩ với những con người xung quanh. Giờ đây Chúa trao anh ta lại cho cộng đồng, và trao cộng đồng lại cho anh ta, để anh ta có thể cùng với mọi người hòa nhập. Thì thật sự là một niềm vui, thật sự là một hạnh phúc, mà có lẽ ai trong hoàn cảnh mới hiểu hạnh phúc ấy nó lớn cỡ nào, niềm vui ấy nó mạnh cỡ nào. Ephata, hãy mở ra. Nhưng hội thánh không nhìn ở một góc cạnh về thể xác, là bởi vì chúng ta trong cuộc sống này, nếu có được chữa lành nơi thân xác về bất cứ bệnh hay tật nguyền nào, thì cũng chỉ là thân xác. Hội thánh nhìn chữ Ephata, hãy mở ra, mà Chúa Giêsu ra lệnh để chữa lành cho con người về mặt thiêng liêng, về mặt tâm hồn nhiều hơn. Vì một người được chữa lành, thế nhưng muôn vạn người trên thế giới này vẫn sống trong cái thế giới riêng của họ mà. Vạn người khác vẫn bị câm, bị điếc mà. Cho nên một, để nói với tất cả chúng ta, một cá thể này, một cá nhân này, để nói với tất cả chúng ta. Và hội thánh nhìn nhận như thế về một cuộc mở khác, mở tâm hồn, mở cuộc đời. Ephata, mở ra trong tâm hồn, mở ra trong cuộc đời. Chúng ta nhớ bài đọc 1 tiên tri Isaiah như một lời an ủi. Tiên tri bảo rằng sẽ đến ngày mà người mù được sáng mắt, người điếc được nghe, người què nhảy như nai, và người câm mở miệng ca tụng. Lời tiên tri Isaiah, và lời đó được ứng nghiệm nơi chính Chúa Giêsu. Ngày mà tiên tri bảo rằng người ta sẽ được những điều phúc như vậy, ngày ấy là ngày Chúa Giêsu có mặt nơi cõi đời. Và vì thế cho nên hôm nay hai trang kinh thánh, một là lời kinh thánh của tiên tri Isaiah, một là trang tin mừng của Chúa Giêsu, lại được lòng trong một ngày Chúa Nhật hôm nay, như một minh chứng Thiên Chúa đã làm điều mà ngày xưa vị tiên tri đã báo trước. Thiên Chúa đã làm nơi Chúa Giêsu ứng nghiệm điều mà hàng trăm năm trước tiên tri Isaiah đã nhìn thấy. Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, không ai khác. Và vì thế thưa anh chị em, tất cả chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu,
như đấng quyền năng của Thiên Chúa, như đấng thể hiện ý muốn chữa lành con người mà Thiên Chúa muốn thể hiện. Cho nên chúng ta cũng thốt lên: lạy Chúa xin mở cho chúng con, lạy Chúa xin hãy Ê-pha-ta chúng con, như Chúa đã từng Ê-pha-ta với những con người bất hạnh năm xưa. Xin Chúa Ê-pha-ta với chúng con, không phải để chữa đôi mắt mà thôi, không phải để chữa đôi chân cho được đi mà thôi, không phải chỉ chữa một bệnh tật nào mà thôi. Bệnh tật nơi thân xác có thể được chữa, có thể không, nếu Chúa muốn. Nhưng xin Chúa hãy chữa tâm hồn. Chúng ta nghe cha Phaolô ngay đầu thánh lễ đã gợi mở cho mình về việc thống hối đầu thánh lễ đó: xin Chúa mở cho con môi miệng để con ca tụng Chúa, vì đã quá nhiều lần chúng con đã không ca tụng. Đã quá nhiều lần trong cuộc sống này chúng con mở miệng để nói nhiều thứ lời lắm, để có thể bôn ba trong cuộc sống này, kiếm được miếng cơm manh áo cũng từ môi miệng. Nhưng mấy khi chúng con mở miệng để ca tụng Chúa? Vì thế cho nên chúng ta cần sám hối, cần xin lỗi Chúa. Hoặc là cha cũng gợi mở với chúng ta là xin Chúa mở lòng. Đúng vậy, hơn ai hết, hơn bất cứ ở đâu hết, tấm lòng mà được mở ra thì chúng ta sẽ có tất cả. Khi tôi đến với anh chị em, khi tôi đến với giáo xứ, khi tôi đến với cha Phaolô, nếu Ngài không mở lòng thì đã không có cuộc nói chuyện này. Nhưng Ngài mở lòng. Anh em chúng ta nếu từng người, từng người, từng người một mà mở lòng thì mình có đủ thứ cho nhau. Khi tôi có tấm lòng mở ra, khi tôi Ê-pha-ta với bên cạnh người khác bên mình, thì người đó sẽ có được sự tha thứ của tôi dành cho họ. Người đó sẽ có được tình bác ái của tôi trao cho họ. Người đó sẽ có được niềm vui của tôi trao cho họ. Người đó sẽ có được một cuộc sống thăng tiến hơn tôi giúp họ. Khi tôi có tấm lòng, người bên cạnh tôi hạnh phúc hơn, bình an hơn, đáng sống hơn. Và không chỉ mở tấm lòng, ở những gì mà tôi vừa gửi với anh chị em, nếu anh chị em nhớ bài đọc 2, lời của Thánh Gia-cô-bê nói, ở đây Thánh Gia-cô-bê mời gọi chúng ta mở ra với người nghèo. Vị vừa đọc bài đọc 2 chắc nhớ những gì mà Thánh Gia-cô-bê đòi. Đó là: Anh em hãy nhớ đến người nghèo, đừng kỳ thị họ. Đừng có bao giờ bảo rằng anh là người nghèo, anh ngồi dưới chân tôi. Nhưng không, anh em đón nhận họ. Cũng từ tấm lòng chúng ta, lời của Kinh Thánh mời gọi chúng ta đón nhận những anh chị em của mình, đón nhận những người còn thấp yếu hơn mình, vân vân. Nếu chúng ta có tấm lòng, có tất cả, có tấm lòng để chúng ta mở tai lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe những lời chúng ta dành cho nhau, nhất là những trăn trở, những thổn thức. Tôi hiểu rằng giữa cuộc sống này, mỗi người hết ngày Chủ nhật, chúng ta bước vào trong cuộc sống với những bôn ba, với biết bao nhiêu những lo toan, biết bao nhiêu những lúc chúng ta phải đối đầu với cuộc sống đầy những khó khăn, trắc trở, thậm chí là đau thương, khổ sở. Chúng ta cần, có những lúc cần lắng nghe nhau để tạo được niềm vui sống hơn, tạo được sự an ủi hơn. Xin lỗi tất cả cộng đoàn, có những lần anh em chúng ta nghe người này tìm đến cái chết, người kia, thậm chí các bạn trẻ, nó lớn lên, tưởng đâu cuộc sống của nó sẽ là mùa xuân đang chờ nó, thì nhiều bạn trẻ tìm đến cái chết là bởi vì không biết mở ra với ai, không biết nói với ai. Nếu bên cạnh những con người có những khúc mắc, có những khổ đau mà được chúng ta mở ra để đón nhận,
chắc có lẽ chúng ta sẽ cứu được nhiều người. Họ sẽ bớt cô đơn, họ sẽ bớt thâm thẳm trong lòng họ. Vậy cho nên giáo hội không nhìn, như tôi vừa nói lúc nãy, những từ Chúa Giêsu gọi Ephata chỉ là chữa lành thân xác, mà ngày nay với trang Tin Mừng, với những lời Kinh Thánh, giáo hội mời gọi chúng ta mở ra tâm hồn mình, mở ra cõi lòng mình. Xin cho chúng ta được Chúa mở tai để chúng ta nghe tiếng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta mở miệng lưỡi để chúng ta có thể ca tụng Chúa và mang lại những lời sống cho con người bên cạnh nhau. Xin Chúa cho chúng ta được mở tấm lòng, và xin Chúa mãi mãi mở lòng chúng ta để có được tất cả những điều đấy, mà cuộc sống của mỗi người sẽ càng ngày càng được nâng lên hơn, và tình yêu sống của chúng ta sẽ bền vững hơn. Khi mình hiểu nhau, khi mình có thể mở ra được, người chồng có thể cảm thông cho người vợ, người cha có thể hiểu được đứa con có thể hiểu được mẹ nó, người vợ trong gia đình có thể hiểu được tất cả những quán xuyến mà chồng mình đang lo. Khi mình mở ra, mình sẽ được nhiều lắm. Và vì thế, một lần nữa, chúng ta xin Chúa, lạy Chúa, nếu xưa Chúa đã nói lời Ephata để mở miệng lưỡi, để mở tai của người câm điếc, thì nay chúng con xin Chúa hãy cất lên tiếng Ephata để ra lệnh cho lòng chúng con mở ra với muôn người, mở ra với thế giới, mở ra với chính Chúa. Cảm ơn tất cả cộng đoàn lắng nghe. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Tôi trong đời nghe trên sông thần.
chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng yêu thương. Người luôn mở rộng tấm lòng trước những người bệnh tật phần xác cũng như phần hồn. Với tấm lòng con thảo, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Ephphatha, hãy mở ra. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong giáo hội luôn có được trái tim của Chúa để các ngài ân cần chăm sóc, nâng đỡ và tha thứ cho các tội nhân khi họ cần, dám mở lòng đến với bí tích hòa giải. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bệnh câm điếc thể lý đã gây ra cho con người biết bao khó khăn khi giao tiếp với đồng loài. Nhưng bệnh khó trị hơn cả là bệnh câm điếc tâm linh. Đó là bệnh cố tình bưng bít, cố tình bưng tai bịt mắt trước nhu cầu của tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gửi Thánh Thần đến để người không ngừng canh tân và đổi mới lòng người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong xã hội ngày nay, nhiều người lợi dụng truyền thông để truyền đạt những thông tin không chính xác, để nhằm mục đích xuyên tạc, lên án hoặc bôi nhọ các tổ chức hay cá nhân, luôn đứng lên bảo vệ sự thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều người can đảm lên tiếng để đấu tranh cho công lý và hòa bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương Chúa, đó là sống yêu thương và nâng đỡ những người yếu đuối, bệnh tật. Nhờ đó chúng ta biết mang Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thinh lặng, chúng ta cầu xin cho thế giới được hòa bình, công lý được hiển trì, và dâng lên Thiên Chúa những ý xin lễ hôm nay cùng những nguyện ước thầm kín của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần trong cuộc sống chúng con đã cố tình khép kín lòng mình trước những nhu cầu khẩn thiết của tha nhân. Chúng con viện cớ này cớ kia để che lấp tội lỗi của mình, và chúng con dùng đôi tai và miệng lưỡi để phục vụ cho sự dữ. Xin hãy tha thứ và thức tỉnh chúng con, để nhờ ơn Chúa chúng con được chữa lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
anh chị em ấy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vui ích cho chúng ta cùng đoàn lễ hội thánh người. Lời Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chí của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chí tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thấy quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa vàng. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thánh hoa nhìn của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã liên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hơi thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cụ thể và theo thể thức người dây, chúng ta giam quyền rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng lời Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáp Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này hồi đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. À, xin mời cộng đoàn ngồi nghe một thông báo. À, tuần tới vào lễ lúc chiều 5 giờ chiều chúng ta sẽ có lễ Tết Trung Thu cho các em. Và tuần tới cũng là ngày khai giảng cho thiếu nhi sinh viên thể, cũng là cho các em học giáo lý thêm sức rất lễ lần đầu Việt ngữ. Và sau thánh lễ này có các huynh trưởng ở cuối nhà thờ hay là ở dưới nhà trường gì đó ghi danh cho các con em của mình muốn đi học giáo lý hay là Việt ngữ. Rồi chiều thứ bảy tới này xin các phụ huynh cho các em đến để mừng lễ Tết Trung Thu. Sau đó các em sẽ có tiệc và rước đèn. Rồi những người mua hoa cho nhà thờ xin ghi danh ID của mình trên phong bì. Rồi nếu mà ai mua trực tiếp mua hoa luôn á, thì để dưới nhà thờ và để cho những người có trách nhiệm sẽ cắm hoa, chứ mình đừng có lên cắm theo cái ý của mình, không có được. Và cái điều cuối cùng là chúng ta biết giáo sư chúng ta theo luật mới của giáo phận là chúng ta gộp lại ba giáo sứ Saint Francis, Saint Bernadette và Our Lady of Lourdes, thì chúng ta là tuy là mỗi giáo xứ vẫn hoạt động riêng trong những năm tới, ít nhất là phải 3 năm thì mới có cái thay đổi. Cho nên chúng ta cứ an tâm ở đây, mà muốn chúng ta ở đây thì chúng ta phải có bổn phận đóng góp. Khi mà địa phận giao cho mình 43.706 đồng, mà bây giờ mình mới có đóng 32.773 đồng. Có nghĩa là mình chưa đóng đủ, còn khoảng 11.000 nữa. Mình chưa chịu mở lòng ra, chưa chịu mở túi mình ra. Không phải là mình không có. Con thấy các cha Việt Nam qua đây, chúng ta giúp đỡ các cha, các sơ rất là nhiều, rất là quảng đại. Nhưng mà chúng ta phải lo cho gia đình của mình trước. Không thôi ở trên địa phận nói chúng ta là tuổi này muốn giữ nhà thờ mà không có chịu đóng tiền, không có đủ. Trong khi đó hai nhà thờ bên kia họ đóng xong hết rồi. Cho nên chúng ta hãy cố gắng một chút nữa, cố gắng, ai đóng rồi cứ đóng thêm không sao, Chúa sẽ trả công bội hậu cho chúng ta, không có thua lòng quảng đại của chúng ta đâu. Nên là chúng ta cố gắng một lần nữa. Cha xứ không muốn nhắc nhưng mà con muốn nhắc để cho ông bà ý thức mình có quyền lợi và mình cũng phải có trách nhiệm. Mình xin mời đứng lên. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Oh,
cháu ạ. Và con xin cha gửi lời cảm ơn cha.